Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong những kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chương trì tụng nguyện tỏ Như Lai nhiều nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Bảo Vân quyển 5 phẩm 5 An Lạc Hạnh. Bấy giờ Đức Thế Tôn là bảo Đại Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát tu hành mười pháp ở bất cứ nơi đâu tâm cũng thường tịch tỉnh an trụ an lạc. Những gì là mười? Đó là một, khéo tu nhớ nghĩ, khéo quán về thân thọ tâm pháp. Khéo tu nhớ nghĩ, khéo quán cảnh giới nơi A Lăng Nhã, các làng xóm, quốc thành, đô ấp, các sự lợi dưỡng cung kính tiếng danh, các giới cấm Như Lai đã chế, các loại phiền não bậc thượng trung hạ nơi bì nhục tâm. Khéo tu nhớ nghĩ quán sát như vậy, thì Nam Bồ Tát quán sát thân mà trụ nơi an lạc như thế nào? Đại Bồ Tát dùng trí tuệ quán sát thân này từ chân đến đỉnh đầu, chỉ thấy thân này là 36 vật giả hợp thành mười thành người, niệm niệm sinh diệt vô thường hư hoại, gân mạch liên kết đầy nhảy bất tịnh, không đáng ưa thích. Quán sát như vậy liền sinh chán bỏ, do nhàm chán đến sự nhiễm thân, tham thân, kiến chấp thân, say đắm thân không còn sinh khởi. Do nhân duyên ấy nên tất cả những điều bất thiện cùng thân tương ưng đều được lìa xa, các pháp thiện cùng thân tương ưng được tăng trưởng. Quán cảm thấy thọ, khéo tu ức niệm, trụ nơi an lạc như thế nào? Đại Bồ Tát khởi sự tư duy, phàm tất cả các thọ đều là khổ. Vì sao? Vì kẻ phàm phu tối tâm vô trí, điên đảo, nên trong sự khổ tưởng là vui, tất cả thánh nhân chỉ thấy là khổ. Lại có thể an lập tất cả chúng sinh đối với pháp này, khiến được tùy thuận. Học pháp như vậy, được quán thọ rồi, khéo trụ niệm xứ, nơi thọ khổ, thọ lạc không khởi sân, không khởi tham. Vì diệt thọ nên siêng tu ức niệm. Ở trong pháp này khuyến hóa người khác cũng hành như vậy. Quán sát tâm niệm xứ, trụ nơi an lạc như thế nào? Bồ Tát khởi sự tu duy, tâm này điên đảo, vô thường tưởng là thường, khổ tưởng là vui, tất cả thánh nhân chỉ thấy là khổ. Lại có thể an lập tất cả chúng sinh đối với pháp này, khiến được tùy thuận. Học pháp như vậy, được quán thọ rồi, khéo trụ niệm xứ, nơi thọ khổ, thọ lạc không khởi sân, không khởi tham. Vì diệt thọ nên xuyên tu ức niệm. Ở trong pháp này khuyến hóa người khác cũng hành như vậy. Quán sát tâm niệm xứ, trụ nơi an lạc như thế nào? Bồ Tát khởi sự tư duy, tâm này điên đảo, vô thường tưởng là thường, khổ tưởng là vui, pháp vô ngã tưởng là ngã, ở trong bất tịnh tưởng là tịnh, dao động biến chuyển, một niệm không dừng, vì các phiền não làm căn bản, vì chúng sinh mãi mãi mở cửa nơi ba đường giữ, vì các khổ não làm nhân duyên đóng cửa đường thiện, phát khởi tham sân si, vì tất cả pháp làm tăng trưởng, tăng thượng duyên, trong tất cả pháp tâm là thượng thủ, nếu biết rõ tâm thì khéo biết được tất cả các pháp. Tâm có khả năng tạo ra tất cả thế gian, các loại sắc tượng chỉ có thấy tâm, chỉ có tâm tạo nghiệp thiện, bất thiện chỉ có tâm luân chuyển, không tạm dừng nghỉ, giống như vòng lửa. Chỉ có tâm phóng dật, giống như ngựa hoang, chỉ có tâm có thể thiêu đốt giống như lửa dữ, chỉ có tâm luôn luôn sinh khởi giống như cát đại. Quán sát trụ nơi tâm niệm xứ như vậy, liền có khả năng không duyên theo tâm, nhưng lại làm thầy của tâm. Cho làm thầy của tâm nên được làm thầy của tất cả pháp. Nếu ai đối với tâm mà được tự tại thì đối với pháp cũng được tự tại. Bồ Tát quán pháp niệm xứ trở nên an lạc như thế nào? Đối với các pháp bất thiện như vậy, Đại Bồ Tát biết một cách như thật. Nói bất thiện tức là tham sân si và các phiền não do vô minh sinh. Vì nhân duyên như vậy nên tu pháp môn đối trị. Nếu tâm tham sinh thì tu quán bất tịnh, nếu tâm sân sinh thì tu quán từ bi, nếu tâm si sinh thì tu quán 12 nhân duyên. Tu hành siêng năng chân chánh khiến trừ diệt tất cả phiền não, là hay quán sát tất cả pháp thiện. Theo pháp thiện rồi, ở trong pháp thiện thâu tóm, tâm an trụ, ức niệm quán sát thọ trì pháp này. Ở trong pháp này là đem khuyến hóa, làm cho chúng sinh cùng an trụ trong ấy. Đối với các cảnh giới, Bồ Tát thâu giữ quán sát trụ nơi an lạc như thế nào? Đối với sắc thanh hương vị xúc, hoặc tốt hoặc xấu, Bồ Tát không sinh tâm tham sân ái luyến hay ngăn ngại. Bồ Tát khởi sự tư duy, từ nay không nên khởi tâm như vậy, tất cả các pháp đều chẳng thể nắm giữ. Tại sao nay ta lại sinh ái luyến vướng mắc?
Đối với pháp này, nếu ái luyến thì ta là kẻ ngu si, là kẻ không thông hiểu, là kẻ điên đảo. Vì sao? Vì như Phật dạy, do ái luyến nên sinh đắm nhiễm, do đắm nhiễm nên chấp giữ nước cảnh giới, do ngu si nên không thông hiểu pháp thiện và bất thiện, do nhân duyên ấy nên bị đọa vào các quả ác. Bồ Tát lại nghĩ, ta nay không nên sinh tâm như vậy đối với pháp nguy hoại mà khởi tâm ngăn ngại. Nếu sinh tâm ngăn ngại thì không thể kham nhẫn, do không nhẫn nại liền sinh sân hận, do sinh sân nên bị các thánh nhân quở trách, các bạn đồng học chê cười không tán thán. Bồ Tát quán như vậy rồi nên đối với cảnh trái ý oán giận liền khéo tu ức niệm mà trụ nơi an lạc. Bồ Tát trụ nơi an lăng nhã như thế nào? Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, A Lăng Nhã là nơi chôn cư trú của Tam Muội Vô Tránh. Nơi A Lăng Nhã này có nhiều chúng trời đồng, giả xoa cả tác bà, chứng đắc thơ tâm trí, chứng biết tâm ta và các pháp nơi tâm. Do vậy, ta nay ở trong rừng này, không nên khởi các tư duy bất thiện. Đối với các pháp, nếu không sinh tư duy bất thiện thì quán hành, thành đạt, tu nhiều pháp thiện. Bồ Tát ở nơi thôn xóm làng mạc quốc thành đô ấp, khởi sự quán sát, trụ nơi an lạc như thế nào? Đại Bồ Tát sống nơi làng mạc, nếu thấy chỗ này không thích nghi với người xuất gia thì phải nên tránh xa. Đó là những chỗ nào? Đó là quán rượu, nhà giám nữ, nhà quan quyền, vua chúa, nuôi vui chơi của các binh lính, cho đến chỗ tụ tập uống rượu, chỗ bạch y tụ tập đàn ca múa hát. Phàm là người xuất gia, những chỗ không thích nghi đều phải nên tránh xa. Quán xét như vậy mà trụ nơi an lạc. Đối với những sự lợi dưỡng cung kính danh tiếng, Bồ Tát quán sát trụ nơi an lạc như thế nào? Về những lợi dưỡng cho đàn việc cúng dường trong sự công đức, Đại Bồ Tát đối với những sự lợi dưỡng này nên cảnh tỉnh điều phục tâm mình cho đệ tham đắm, cho sinh ái lạc, cũng lại không sinh tâm ngã mạn, ngã và ngã sở. Nếu được lợi dưỡng thì đem cho tất cả chúng sinh thiếu thốn tòa dụng một cách đồng đều, bình đẳng. Nếu nhờ vậy mà được danh tiếng thì ở trong danh ấy, Bồ Tát không tự cao, không sinh kiêu mạn, cũng không phóng túng, nên khởi niệm như vậy. Từ nay được danh tiếng như vậy, thời gian không lâu sẽ tự tiêu tan. Người được danh tiếng cùng với danh đạt được, tất cả đều vô thường. Có người trí nào đối với những cái hư vọng vô thường, mau chóng tan hoại, nguy hiểm, không chỗ an lập mà lại sinh tâm tham đắm, khởi tâm kiêu mạn, khinh chê người khác. Bồ Tát quán sát như vậy thì trụ nơi an lạc. Đối với những giới luật Như Lai đại chế, Bồ Tát ức niệm quán sát trụ nơi an lạc như thế nào? Để Bồ Tát nghĩ như vậy, ở đời quá khứ, các đức Như Lai học pháp luật này mới thành đặng chánh giác mà nhập Niết Bàn. Ở đời vị lai, các đức Như Lai học pháp luật này sẽ thành chánh giác mà nhập Niết Bàn. Ở đời hiện tại, các đức Như Lai cũng học pháp này, nay thành chánh giác mà nhập Niết Bàn. Quán như vậy rồi, đối với các pháp luật, Bồ Tát chỉ tâm cung kính siêu năng cầu học pháp ấy, tu hành các thiện được trụ nơi an lạc. Đối với ba loại phiền não, bậc thượng trung hạ thì bì nhục tâm, Bồ Tát ước niệm quán sát trụ nơi an lạc như thế nào? Để Bồ Tát quán sát những phiền não ngoài da và cũng quán sát những phiền não trong tâm, do quán sát nên biết nhân duyên của nó. Những phiền não này từ duyên gì sinh, những nhân duyên ấy là dựa vào đâu sinh, liền được thấy biết nhân duyên phiền não là từ vô minh. Do vô minh nên tư duy bất thiện, tư duy bất thiện là do nhân gì sinh, do không thông hiểu chánh pháp, không thông hiểu chánh pháp là do nhân duyên gì, do không gần thiện hiểu. Đã biết nhân duyên của phiền não như vậy, nguyên do của phiền não, cảnh giới của phiền não thì có khả năng lìa xa mà được trụ nơi an lạc. Này thiện nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp sống bất cứ nơi đâu, tâm cũng luôn tịch tỉnh, trụ nơi an lạc. Này thiện nam, Đại Bồ Tát lại có đủ 10 pháp bất y phấn tạo những giờ là 10. Đó là 1. Thọ trì kiên cố, 2. Kham nhẫn khiêm cung, 3. Tâm không mệt mỏi, 4. Tâm không nhiễm ô, 5. Không thấy thua xấu chỉ thấy công đức, 6. Cũng không tự cao, 7. Không khinh chê người, 8. Đầy đủ giới tịnh, 9. Cảm đến chư thiên, 10. Loài người cúng dường cung kính lễ bái. Bồ Tát thọ trì kiên cố như thế nào? Thiền nam, Đại Bồ Tát tính căn thành tựu, lòng luôn thanh tịnh, tuân theo pháp Phật Như Lai đại chế, thà mất thân mạng cho trọn đời chẳng có phạm. Đã thọ trì pháp hành trì kiên cố rồi, được tâm khiêm cung, cho tâm khiêm cung nên kiêu mạn không sinh, không kiêu mạn nên lượm nhặt y hư hoại của thế gian đã bỏ, khác với y thế tục mặc. Nhặt lượm được rồi, giặt nhuộm sửa sang, làm hoại màu sắc cũ, kết nạp thành y. Không sinh phiền não, không chút lao nhọc, tâm không mệt mỏi, cũng không nhiễm ô, thăng tiến thành tựu, tạo tác công đức.
Đối với những y phấn tạo như vậy, Bồ Tát không thấy những cái thua xấu như phấn tạo là loại xấu xí, bẩn thỉu, quá thô tệ, nhiều rợn rẹp, bức bách thân ta xuất ra cấu ế. Do nghĩa này nên Bồ Tát quán sát y phấn tạo chỉ thấy công đức y phấn tạo này tất cả hàng tiên thánh đã từng thọ trì, hợp với vô dục, thuận với thánh chúng, được tất cả chư Phật tán thán. Không vì nhân duyên này mà sinh tâm ngã mạn, cũng không tự cao, không khinh chê người. Nếu lìa kiêu mạn thì không khinh chê người khác, không khinh chê người khác nên giới phẩm đầy đủ. Giới đầy đủ nên được tất cả hàng tất phạm và các thiên chúng cúng dường, xưng tán lễ bái, được tất cả chư Phật hộ niệm, được tất cả Bồ Tát ủng hộ, được hàng nhân phi nhân cung kính, gia tộc, quốc vương và các quần thần dân cúng dường, được tất cả bạn học, đồng học khuyến tấn. Thì nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp bác y phấn tạo. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại thưa: Kính bạch Thế Tôn, tất cả Bồ Tát tâm địa rộng lớn, vì nhân duyên gì mà thích y phấn tạo, thô tệ, thua kém? Phật bảo: Thì nam, tất cả Bồ Tát vì muốn hết thảy thế gian thành tựu nguyện lực tự tại. Như các Bồ Tát đối với nguyện lực thì chưa được thành tựu, vì không để các phiền não phát sinh, nên Bồ Tát tu tập pháp môn đối trị. Thì nam, ý ông nghĩ sao? Tâm của Như Lai Thế Tôn rộng lớn chăng? Ý thô lậu chăng? Tâm thua kém chăng? Bồ Tát đáp: Con không thể nói điều này. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì sự ứng hiện và tánh giải của chư Phật, Như Lai chẳng phải là cảnh giới của con. Vì sao? Vì chỉ có Đức Thế Tôn là thấy rõ pháp này, chỉ có Tu Già Đà là thấy rõ pháp này. Không có một pháp nào mà chư Phật Như Lai không thấy biết, không thể tin hiểu. Phật bảo: Thì nam, ý ông nghĩ sao? Vì nhân duyên gì mà Như Lai Thế Tôn ở cõi Diêm Phù Đề, với đủ loại căn tánh, đủ loại tánh giải của hàng nhân phi nhân, ở trước chúng sinh Như Lai hiện hành thô lậu, và ở trước chư thiên rồng dạ xoa càng tất bà, Như Lai tán dương ca tụng công đức Đầu Đà? Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại thưa: Bạch Thế Tôn, vì những chúng sinh ấy còn được hóa độ nên Như Lai hiện việc này, và vì vô lượng người mới phát tâm hành hạnh Bồ Đề, phiền não chưa đoạn, Như Lai chỉ rõ pháp môn đối trị. Đức Phật bảo: Này Thiện Nam, như vậy Bồ Tát đạt được lực thệ nguyện chỉ vì giáo hóa các chúng sinh nên bậc y phấn tạo, chứ chẳng phải tâm thấp kém. Này Thiện Nam, vì nhân duyên như vậy nên Đại Bồ Tát bậc y phấn tạo. Thiện Nam, Đại Bồ Tát có đủ 10 pháp thọ trì ba y. Những gì là 10? Đó là: một, tâm thường để biết đầy đủ và ít tham muốn; hai, lìa xa tham cầu; ba, lìa xa sự lưu trữ; bốn, đã không lưu trữ nên không lo mất; năm, đã không lo mất nên lìa cái khổ bị mất; sáu, lìa khổ bị mất nên tâm ác không sinh; bảy, tâm ác không sinh nên không sầu não; tám, không sầu não nên không tìm giữ; chín, không tìm giữ nên khéo tu hành; mười, dứt tận các hữu lưu. Thiện nam, chưa biết đủ nên Đại Bồ Tát tùy nghi ăn mặc tự cho là đủ. Do tự biết đủ nên liền được ít ham muốn. Do ít ham muốn nên lìa xa tham cầu. Lìa xa tham cầu nên không lưu trữ. Không lưu trữ nên không buồn bị mất. Không buồn bị mất nên không sinh khổ não. Không khổ não nên tâm ác không sinh. Tâm ác không còn nên không sinh sầu não. Không sầu não nên không tìm giữ. Không tìm giữ nên khéo tu hành, dứt tận các hữu lưu. Thiện nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp thọ trì ba y. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát là có 10 pháp không trụ nơi cao thấp. Những gì là 10? Đó là: một, không theo tham dục, không theo sân hận, không theo ngu si, an ổn mà trụ, đây gọi là không trụ nơi cao thấp. 2. Không trụ nơi oán hận. 3. Không trụ nơi canh ghét. 4. Không trụ nơi keo kiệt. 5. Không trụ nơi kiêu mạn. 6. Không đeo bày công đức mình. 7. Không trụ chỗ cầu danh tiếng. 8. Không trụ nơi tham lợi dưỡng. 9. Không trụ nơi khinh chê người. 10. Không trụ nơi tự cao. Thiện nam, đó là Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp không trụ nơi cao thấp. Nay Thiện nam, Đại Bồ Tát lại có đầy đủ 10 pháp hành khất đoàn thực. Những gì là 10? Đó là: một, phát tâm làm lợi ích chúng sinh; hai, đi sinh theo thứ lớp; ba, không khắc ái mong cầu; bốn, đã tự biết đủ; năm, tánh ưa đem cho; sáu, không tưởng tham lam; bảy, tự biết hạn lượng trong việc khất thực; tám, hướng đến trời đạo; chín, khéo léo nắm giữ thiện căn; 10. Lìa xa tự nắm giữ. Thiện nam, thế nào là Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sinh, cho đến lìa xa tự nắm giữ? Thiện nam, Đại Bồ Tát thấy các chúng sinh bần cùng khốn khổ, công đức mỏng manh, không trồng thiện căn, vì tạo lợi ích cho chúng sinh nên Bồ Tát đi khất thực. Khi đi sinh, hoặc vào thân ấp, hoặc vào làng xóm, khéo thâu tóm niệm, tâm tư duy thiện. Đối với các cảnh giới
Chớ để tâm dâm rủi, oan nghi rõ nét, các căn không động, thận trọng không phóng dật, nhìn đất cách bảy bước cúi đầu mà đi. Đối với các pháp thiện, chớ để tâm tán loạn, dùng pháp như vậy mà đi, xin theo thứ lớp, không đưa tay ra dài, nên ôm bát tại ngực. Nếu vào nhà trưởng giả giàu sang cũng không cầu nhiều, luôn biết lượng thọ thực đầy đủ ngày ăn một lần, chớ hại pháp sự. Nếu chỗ có nhiều chó dữ, bò dữ, ngựa dữ, voi dữ, các loài cầm thú qua lại xúc não, hoặc nam hoặc nữ, hoặc nhỏ hoặc lớn, ác khẩu, trêu chọc hoặc cùng nhau hủy bán, chê bai, bàn luận phải trái, những chỗ như vậy Bồ Tát đều nên tránh xa. Tu pháp đi sinh, chớ khao khát tham cầu, chớ cưỡng bức mà cầu. Đối với các đàn Việt, chớ khởi tâm ái luyến, cũng không sân hận, không mong cầu món ngon, tùy nghi xin được, tùy biết đủ ôm bát trở về. Về đến trú xứ, an trí y bát, rửa tay chân. Nếu thấy tượng Phật thì liền cung kính cúng dường, lễ bái, sau đó mới vào chùa. Đem vật khất thực ấy chia làm 4 phần. Một phần cho bạn đồng học, một phần cho người bằng cùng, một phần cho súc sinh và một phần mình ăn. Sử dụng thức ăn như vậy, tâm không tham đắm, tâm không mong cầu, tương nghi uống ăn chỉ để nuôi thân, chớ ăn quá ít, chớ ăn quá nhiều. Ăn nhiều ít phải trù lượng biết đủ. Vì sao? Vì nếu ăn quá ít không thể hành đạo, nếu ăn quá nhiều thì thân nặng, mê ngủ, cũng chẳng thể học vấn tọa thiền. Xét người cầu đạo phải nên siêng năng chân chánh mà nghĩ rằng, bê trễ biến nhát làm sao được pháp trợ đạo một cách viên mãn. Nếu có khả năng tu tập pháp trợ đạo rồi thì không còn chấp ngã. Nếu không chấp ngã thì có khả năng tự cắt thịt mình cho chúng sinh ăn. Thì nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp hành khất đoàn thực. Này thì nam, Đại Bồ Tát là có 10 pháp nhất tọa thực. Những gì là 10? Đó là một Bồ Tát ngồi nơi Bồ Đề đạo tràng, tất cả bên ma gây sự khủng bố nhưng vẫn an tọa bất động. 2. Nơi tọa xuất thế, Bồ Tát ngồi bất động. 3. Nơi tuệ xuất thế, Bồ Tát ngồi bất động. 4. Nơi trí xuất thế, Bồ Tát ngồi bất động. 5. Nơi tam muội không, Bồ Tát ngồi bất động. 6. Bồ Tát không thông suốt các pháp mà ngồi bất động. 7. Nơi tam chánh đạo, Bồ Tát ngồi bất động. 8. Nơi chân thực tế, Bồ Tát ngồi bất động. 9. Nơi như như, Bồ Tát ngồi bất động. 10. Nơi nhất thiết trí, Bồ Tát ngồi bất động. Nói nhất tọa đó là tọa pháp, cho nên gọi là nhất tọa thực. Thì nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp nhất tọa thực. Thì này thì nam, Đại Bồ Tát lại có đủ 10 pháp thọ trì không ăn lại. Những gì là 10? Đó là sau một bữa ăn, không mong chờ ăn nữa, không tham đắm, mời ăn cũng không ăn, đúng thời hay phi thời cũng không thọ lại. Nếu như vì thân bệnh thì có thể dùng các loại thuốc như bơ, dầu, thạch mật, bạch mật, đường cát, rễ cây, trái cây, vân vân. Giả sử thấy người khác ăn cũng không sinh sân, cũng không tham luyến, cũng không thèm tiếc. Nếu sau giữa ngày Bồ Tát không ăn mà bệnh khốn khổ, hoặc do bệnh mà sợ mất mạng, sợ bỏ hành đạo thì dùng tâm không nghi, xét biết thuốc này có khả năng trị bệnh, được phép thọ dụng. Thì nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp thọ trì không ăn lại. Nay thì nam, Đại Bồ Tát lại có đủ 10 pháp trụ nơi A Lăng Nhã. Những gì là 10? Đó là một, tu tập phạm hạnh đã lâu. 2. Thông hiểu tỳ ni. 3. Các căn không khuyết. 4. Hiểu biết rộng khắp. 5. Trì nghiệp giới đức. 6. Lìa sự chấp ngã. 7. Thôi giữ thân theo oai nghi ví như hôm nay. 8. Tu thân khinh nhàn. 9. Hướng đến tịch tỉnh. 10. Tâm không sầu não. Thì nam, Bồ Tát từ lâu tu tập phạm hạnh cho đến tâm không sầu não như thế nào? Thì nam, Đại Bồ Tát từ khi xuất gia cho đến nay, đối với chánh pháp và luật luôn đầy đủ giới phẩm, ba luận thanh tịnh, thông hiểu pháp tướng, oai nghi gồm đủ, ra vào đúng thời. Các loại đạo pháp thượng trung hạ Như Lai đã chỉ dạy, Bồ Tát đều thông đạt, không cầu nơi người khác, chẳng dò đổi lay động, chẳng chấp vào các pháp của tà luận, biết đủ tất cả, lìa xa những người sai phạm,
cung kính chánh pháp, tường lưu sám hối, phát lồ xóa bỏ tất cả pháp ác, thông đạt và liền xa tất cả nguyên nhân gây ra tội này. Cũng biết rõ nghiệp thượng trung hạ và quả báo thượng trung hạ, nhờ tin hiểu nên dốc sức giữ gìn chánh pháp, mắt tai các căn đầy đủ, toàn thân không khiếm khuyết. Trụ nơi A Lan Nhã, A nghĩa là không, Lan Nhã nghĩa là tranh, ở trong chốn núi rừng không tranh với thế gian. Ở trong chốn núi rừng ấy không xúc não thế gian, không cần, không xa thế gian, thuận tiện để khất thực. Trong núi rừng này có nước thanh tịnh, không có các nạn, dễ dàng tắm rửa, cây cối rợp mát, hoa quả tốt tươi, không có cầm thú dữ. Tịnh thất bằng đá tự nhiên, không quá cao hiểm trở, bước lên không khó. Ở chốn thanh vắng tịch tỉnh, một mình không bạn, độc tụng tu tập những pháp đã từng nghe, ngày đêm sáu thời nhớ nghĩ không quên, âm thanh độc tụng không cao không thấp chớ phế bỏ. Điều phục các căn, chớ để duyên dựa dông rủi, nhiếp tâm tư duy chớ sinh tán loạn, điềm nhiên tự vui thọ trì kinh điển. Chú tâm một trong ba tướng, tức là bất ngưng phát xả tán loạn, chớ rơi vào trạng thái mê ngủ. Hoặc giả có quốc vương đại thần trưởng giả và chân chúng có đến tìm Bồ Tát. Bồ Tát nên nói, lành thay, nếu đại vương đến trú xứ thì mời đại vương ngồi chỗ ngồi thích hợp. Nếu vua ngồi thì hai người cùng ngồi, nếu vua không ngồi, mình chớ tự ngồi. Nếu vua sao động, nóng nảy, không ngồi chỗ thô xấu, Bồ Tát nên nói lời ái ngữ. Thưa đại vương, nơi núi rừng này rất có lợi ích. Các sa môn đa văn đạo đức trì giới an trụ trong này, không lo, không sợ, không có giặc cướp trộm cắp. Nếu quốc vương này an ổn, tịch tỉnh có thể nghe pháp thì Bồ Tát nên nói pháp. Nếu vua không ưa nói rộng phân biệt thì nên nói tóm lược, tùy thuận xuất ly. Nếu vua không ưa nghe pháp xuất ly thì nên tán thán công đức vô thượng của Đức Phật. Nếu các trưởng giả và chân chúng đến, Bồ Tát nên tùy theo căn cơ mọi người mà nói pháp yếu, làm cho tất cả đều được sinh tâm tin pháp, cũng khiến cho họ thọ trì tam quy giới, khiến họ sinh tâm hoan hỷ lợi tha. Bồ Tát diệt trừ các ác và các phiền não phát sinh, tu tập đa văn không chấp vào ngã, do không chấp ngã nên trụ nơi núi rừng mà không buồn, không sợ, không khiếp nhược, không sinh lo lắng, hướng đến tịch tỉnh, lìa xa ồn ào, độc cư như nay, ít muốn biết đủ. Thì nam, Bồ Tát ở núi không giống như nay sợ hãi chạy trốn, không giữ cái có thể mất. Nói như nay nghĩa là lìa xa thành phố, làng xóm, nhà cửa. Bồ Tát nên nghĩ còn người ác thì có thể mất mạng, do vậy Bồ Tát nên lìa xa những tạp loạn, hoặc nam nữ, hoặc nhỏ, hoặc lớn, và nghĩ gần gũi những người này, ta sẽ mất đi những thiện căn đã tu tập từ lâu. Chớ sinh tán loạn, thường sinh tâm lo sợ như vậy, nên hướng đến nơi tịch tỉnh mà trụ. Ở trong thế gian, Bồ Tát sinh tâm nhàm chán, trụ trong núi rừng chỉ thấy công đức, chỉ thấy tịch tỉnh, chỉ thấy cứu cánh, chỉ thấy an lạc, tâm không ưu sầu, tâm không mê buồn, không gần bạn ác. Ở trong núi không chướng ngại, công đức tịch tỉnh, tọa trì tu hành tất cả pháp thiện. Thì nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp trụ nơi A Lan Nhã. Này thì nam, đại Bồ Tát lại có đủ 10 pháp sống nơi gốc cây, những gì là 10, đó là 1. Nương ở dưới cây, 2. Cách làng xóm không gần không xa, 3. Chỗ không uế tạp, 4. Không có gai gốc của cây độc, 5. Cây không trụi lá, 6. Chẳng phải chỗ có khỉ vượng, chỗ có tổ chim, 3. Chẳng phải cây có cầm thú ác ở, 8. Chỗ không có người ác nguy hiểm, 9. Nương ở nơi cây tấn an lạc, 10. Tâm không buồn, an tâm mà sống. Thiện nam, đó là đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp sống nơi gốc cây. Này thiện nam, đại Bồ Tát có đầy đủ 10 pháp ngồi nơi chỗ đất trống, những gì là 10? Đó là 1. Trong ba mùa đông hạ xuân, Bồ Tát không được ở gần sân phơi giả gạo. 2. Không ở gần cây lớn. 3. Chẳng gần lùm cây. 4. Không ở nơi mé núi nguy hiểm. 5. Không sống gần sông hồ. 6. Không ngăn lạnh, không ngăn gió, cũng không che mưa, cũng không che nắng, cũng không che sương, chỉ trừ bệnh tật. 7. Đại Bồ Tát nếu ngồi nơi đất trống, thân có bệnh tật, không thể hành pháp, thì nên ở trong chùa mà nghỉ.
chư Phật Như Lai chế pháp đầu đà, chỉ vì đoạn trừ tất cả phiền não. Như pháp Phật dạy, ta nên phụng hành. 8. Ta tuy ở chùa, phải tu học siêng năng chân chánh, vì đoạn trừ phiền não, không được bê trễ, không tán loạn. 9. Tuy ở trong chùa nhưng không sinh tham đắm, mà lại nghĩ nhà chùa như vậy là do Đặng Việt tạo dựng, làm đỡ cho tất cả người tu đạo. Do vậy, nay ta không nên ở chùa mà sinh tâm ngã sở. 10. Tuy ở trong chùa nhưng thường không lìa tưởng nơi đất trống. Thiện Nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp ngồi nơi đất trống. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát lại có đủ 10 pháp ở rừng thay chết, những gì là 10? Đó là một ở như ở trong đây, luôn sân nhàm chán, xa lìa, thương tác tưởng chết. 2. Tác tưởng đây là ổ của 8 vạn con trùng đang đục quét. 3. Tác tưởng máu đỏ. 4. Tác tưởng bầm tím. 5. Tác tưởng hôi thối. 6. Tác tưởng sần trướng. 7. Tác tưởng máu chảy. 8. Tác tưởng mũ hôi. 9. Tác tưởng tan rã. 10. Tác tưởng hài cốt. Thì Nam, Đại Bồ Tát ở đường thay chết phải thường khởi tâm từ bi thương xót chúng sinh, trời giới thanh tịnh, đầy đủ oai nghi, thường tập ăn chay để nuôi dưỡng thân mạng. Vì sao? Thì Nam, vì đường thay chết này có các phi nhân đương sống ở đây ăn máu thịt người. Nếu thấy Bồ Tát ăn thịt cá, họ sẽ khởi tâm ác đến não hại. Thì Nam, ở đường thay chết, Bồ Tát nếu đi vào chùa, trước phải lễ tháp Phật, thứ đến lễ bậc đại đức, thăm hỏi thượng tọa, cung kính đông ở sân, Bồ Tát đứng qua một bên, không được ngồi chỗ của chúng tăng. Vì sao? Vì pháp của Bồ Tát là bảo hộ ý của những người ở thế gian. Bồ Tát ở rừng thay chết này, xét chúng sinh phàm phu nơi thế gian, không trái tánh chúng. Nếu nơi tòa riêng thỉnh ngồi, thỉnh Bồ Tát ngồi, Bồ Tát xét tăng như vậy, tâm không biến đổi thì nói ngồi, chớ để trước mọi người mà sinh tâm hối tiếc. Bồ Tát dùng tâm khiêm tốn, tác tưởng mình như chiên đà la. Thì Nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp ở rừng thay chết. Này Thì Nam, Đại Bồ Tát là có đủ 10 pháp an tọa không nằm, những gì là 10? Đó là: 1. Không vì hành thân khổ mà ngồi không ngủ. 2. Không vì tâm ưu não mà ngồi không ngủ. 3. Không vì bị lôi kéo thân ngồi không nằm. 4. Đại Bồ Tát ngồi mãi không ngủ. 5. Chỉ vì nhằm làm viên mãn các hạnh Bồ Đề. 6. Vì nhất tâm. 7. Vì hướng đến chánh đạo. 8. Vì ngồi nơi đạo tràng. 9. Vì tạo lợi ích cho chúng sinh. 10. Vì diệt tất cả phiền não nên ngồi mà không nằm. Thì Nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp thường ngồi không nằm. Này Thì Nam, Đại Bồ Tát lại có đủ 10 pháp tùy nghi trải toàn ngồi nằm. Những gì là 10? Đó là: 1. Chỗ ngồi không quá cao sang trọng. 2. Cũng không mong cầu người khác trải tòa cho mình. 3. Cũng không giả trang thiền tướng để người trải tòa. 4. Chỗ ngồi hoặc bằng lá hoặc bằng cỏ, tùy theo đó mà ngồi. Năm, nếu chỗ ngồi có quá nhiều trùng kiến, mũi ruồi, nhặng rẹp, làm hang ở và chỗ thiêu thay chết, Bồ Tát đều nên tránh xa. Sau nước khi an nghỉ, Bồ Tát nằm nghiêng không phải, hai chân chồng lên nhau, cây xa phụ thân, chánh niệm nhiếp tâm, tác tưởng ánh sáng, luôn tác tưởng thức mà tạm ngủ. 7. Không đắm say ngủ. 8. Không ưa nằm mãi một bên. 9. Vì điều hòa thân, giữ cho bốn đại không quá mệt nhọc. 10. Ngày đêm dụng tâm vào pháp trợ đạo. Thì Nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp tùy nghi trải tòa ngồi nằm. Này Thì Nam, Đại Bồ Tát đã có đủ 10 pháp nhiếp tâm cùng lý tương ưng, những gì là 10? Đó là: 1. Tu nhiều quán bất tịnh. 2. Tu nhiều quán từ bi. 3. Tu nhiều quán 12 nhân duyên. 4. Tu khéo biết pháp nhiễm tâm. 5. Tu nhiều tướng không. 6. Tu nhiều vô tướng. 7. Tu nhiều nhiếp tâm. 8. Không có chỗ mong cầu. 9. Thường tu không nghỉ, không để hối hận. 10. Đầy đủ giới phẩm. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát tu nhiều quán bất tịnh? Thì Nam, là Bồ Tát một mình ở chỗ thanh vắng, ẩn trong rừng núi, không ra nhân gian, ngồi kiết già khiến thân điều hòa, ngay thẳng tâm cũng điều hòa chân chánh, duyên nhất mật niệm. Thấy chi tiết của thân co duỗi cúi nhước sinh tâm chán bỏ, nên quán 36 vật trong thân, niệm niệm theo thứ lớp,
Do quán lơ là, quán như vậy cho đến quán các loại ẩm thực mỹ vị tinh khiết của chúng sinh hoặc tốt hoặc xấu đưa vào trong bụng, hiền lành bất tịnh tiếp xúc với lửa bên trong liền thành khí uế, hôi thối trái nghịch, lộ mũi với tất cả thế gian chẳng ai chịu nổi. Thân như vậy mà tất cả hàng phần phu chúng sinh luyến đắm. Bồ Tát nên khéo dùng trí tuệ nương nơi thánh giáo quán sát nó một cách như thật. Do vậy nên ta không nên ái luyến thân hôi thối này, nhờ nhân duyên ấy nên nhàm chán sẽ lìa nó. Đó là Bồ Tát tu nhiều quán bất tịnh. Thế nào là Bồ Tát tu nhiều quán từ bi? Là Bồ Tát ở một mình ở nơi thanh vắng, nói đủ như trước, y theo thứ lớp như trước mà suy nghĩ. Những chúng sinh này có nhiều sân hận, oán thù, phẫn hận, tạo các nghiệp ác, kết tạo oan gia, vô cớ trách mắng chủ. Nếu ở quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả sân hận đã diệt tận rốt ráo, thì ta mới được ngồi nơi Bồ Đề đạo tràng. Bồ Tát tư duy quán rất sâu xa như vậy, nên khởi tâm từ bi chân thật, chẳng nói suông. Bồ Tát tu nhiều quán 12 nhân duyên như thế nào? Nếu khi tham dục sinh, hoặc sân hận sinh, hoặc ngu si sinh, là Bồ Tát nên tư duy tham sân si này, mượn nhân duyên sinh, mà nhân duyên ấy lại mượn nhân duyên khác sinh. Các pháp này đều do nhân duyên khác sinh, không có tự tánh, đâu là hư vọng do nhân duyên sinh, mà tự tạo cho mình cái ung nhọt. Bồ Tát khéo biết pháp nhiễm tâm như thế nào? Là Bồ Tát quán pháp nhiễm này, hoặc ở tâm mình, hoặc ở tâm người khác, chẳng thể lường xét. Vì diệt những pháp nhân duyên ấy nên Bồ Tát quán sát chúng. Pháp nhiễm ấy là gì? Đó là không kính Phật, không kính Pháp, không kính Tăng, không kính giới luật, không kính bạn đồng học, không kính già trẻ. Đây gọi là pháp nhiễm ô nơi tâm. Chỉ trọng thân mình, kính trang người khác, buông lung tán loạn theo các cảnh giới, chối bỏ niết bàn, chấp chặt ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, chấp trước không kiến, chấp trước đoạn kiến, chấp thường, vô thường. Oán ghét người thiện, thân cận phàm phu, xa người trí giới, trì giới, gần đám phá giới, phục dịch bạn ác, xa trí thất thiện, hủy bán kinh điển sâu xa của chư Phật. Đối với pháp thâm diệu, sinh tưởng lo sợ bé trẻ bé nhát, ở trong thân mình sinh tưởng thấp kém, không có oai đức, lời nói lẫn lộn, sinh nghi phi sớ, chỗ đáng nghi thì không nghi, chỗ không nên nghi thì lại nghi. Bị các chướng có sự trói buộc, huyễn hoặc người đời, chia rẽ vô nịnh, mê ngủ mờ mịt, chỉ tham lợi dưỡng, mong cầu danh tiếng, do bao dòng họ luyến ái quyến thuộc, mê nhiễm tà kiến, cậy nhờ đất nước, luyến mộ đám đông, học tập chú thuật lộ già gia đà, chuộng văn chương thế tục, xa ly chánh pháp, bỏ sự hành đạo. Đối với pháp bất thiện thì nhanh nhẹn chuyên cần gây giận, đối với nghiệp công đức thì không siêng năng tạo lập, oán ghét chê bai người xuất gia, chỉ ưa ca vịnh, khen ngợi nữ sắc, dịu ngọt với các thiếu niên hoặc nam nữ. Chẳng thích tịch tỉnh ở nơi an lăng nhã buồn rầu không vui. Đối với pháp thiện, bất thiện chẳng biết dò xét luồng tính. Những nơi đáng tôn trọng thì không đến thăm hỏi, gần gũi cúng dường, đọc tụng kinh điển thì chẳng biết thời. Ở chỗ hành xử chẳng tránh sự cơ hiểm. Đối với các điều khinh trọng của giới luật đều chẳng thọ trì. Đối với các pháp ác thì chẳng kính sợ. Các căn ám độn ngu si tâm tối, tâm luôn vọng động, thích thú với nghiệp ác, một mình tự buông thả, chẳng kiêng sợ gì. Giờ lấy pháp chống trái, ưu lự sầu não, chấp theo hình tướng, bình phẩm, so lường, sắc đẹp, sắc xấu. Không tu từ bi nơi cảnh sân hận, không khởi lòng thương cảm những người khốn khó, thấy khổ bệnh tật không sinh chán bỏ, thấy chết không sợ, ở trong nhà lửa không muốn thoát ra. Thân chỉ lo việc kinh doanh, chẳng hộ trì giới luật, trong đời quá khứ đã làm việc gì, đời hiện tại đang làm việc gì, nơi đời vị lai sẽ làm việc gì. Những cảnh giới như vậy đều không tư duy. Nơi chẳng thể nghĩ bàn cho là có thể nghĩ bàn, nơi chẳng thể lường xét cho là có hạn lượng. Cái chẳng thể cầu lại siêng năng tìm cầu. Chỗ chẳng thanh tịnh tưởng là thanh tịnh, nơi chẳng xuất ly tưởng là xuất ly, nơi chẳng phải chánh đạo tưởng là chánh đạo. Ở chỗ chưa đắc mà nói đã đắc. Ta nay đa sự chưa được tu thiện, ta là phàm phu, nào có thể tu hành các pháp thánh đạo. Đắm luyến việc đời, tìm cầu từng bữa ăn, tránh bỏ công đức, thiện căn ít mỏng, chẳng tán thán pháp đại, tiểu, thừa. Giả sử thấy người ưa tin chánh pháp của Phật thì hủy bán họ, tích sự tranh chấp, ưa tướng phải trái, ác khẩu thô bạo, tự đại, cao ngạo, hung dữ mắng chửi nhiễu loạn xâm phạm người khác, nói lời vô nghĩa,
Thích bàn luận hơn người, điều chẳng thể nói lại ham chẳng nói, ưu hí luận, đam mê chơi bời. Những việc như vậy gọi là phát nhiễm ô, hay là nhiễm ô tâm, nên khi biết rõ. Vì diệt trừ tất cả sự hí luận nên thường tu pháp không và nhập thiền định. Do điều phục tâm ấy, tu không như vậy, nên đối với cảnh giới này, tâm theo nơi đó bị nhiễm, nên tìm chỗ này cầu đạt để thể tánh ấy, liền thấy là không sở hữu. Do không sở hữu nên thông đạt không, đều nên quan sát cảnh của đối tượng được duyên và tâm của chủ thể duyên. Quan sát vậy rồi, hai pháp tâm cảnh đều thấy là không sở hữu mà thông đạt không. Do thông đạt không, nên tu vô tướng, thâu giữ tâm ấy, nhập vào thiền định, tất cả tướng mạo hiển hiện tương tọa, khéo quan sát nó liền thấy phi tướng. Đã rõ phi tướng, chẳng thủ đắc nơi thân, tức là không có chân tướng. Được vô tướng rồi thì không còn chấp vào thân mình, chẳng chấp trước vào thân, nên chẳng được tất cả các cảnh tướng bên ngoài. Đối với các ngoại cảnh, tâm chẳng dò đổi, chẳng tác phân biệt, tâm đã bất động nơi tướng bên ngoài và bên trong. Vì giờ trời chấp tướng nơi vô tướng nên tu khoán hành, không sinh vui buồn, tuy được định này nhưng tập khí còn nhiều. Vì việc tập khí nên thường tu định ấy, tâm tâm tương tục không thể đứt dứt đoạn, giống như vòng lửa, trụ ở trong Samatha và Tỳ Bà Xá Na. Tỳ Bà Xá Na nghĩa là pháp quán như thật, Samatha nghĩa là nhất tâm tịch mặc. Được định tâm rồi sao chẳng còn hối, do chẳng còn hối nên sinh tâm hoan hỷ. Do đâu hoan hỷ? Do giới thanh tịnh, tất cả Bồ Tát đầy đủ giới phẩm, nhiếp tâm thanh tịnh, cùng lý tương ưng. Vì sao? Vì giới thanh tịnh để thâu tóm, tâm được thành tựu, cho nên gọi là cùng lý tương ưng. Thì nam, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp thâu tóm tâm cùng lý tương ưng. Này thì nam, Đức Bồ Tát là có đủ 10 pháp tọa trì kinh điển, những gì là 10. Đó là một, vì hộ trì chánh pháp nên đến nghe pháp, không vì tiền tài. Hai, vì hộ trì chánh pháp nên chuyên cần nghe chánh pháp, không vì lợi dưỡng. Ba, vì không để chủng tánh của tâm bạo đoạn tuyệt nên chuyên cầu đa văn, không vì lợi dưỡng và thế gian. Bốn, vì muốn làm lợi ích cho người, học đại thừa nên tu tập đa văn, không vì sự tán thán. Năm, vì các chúng sinh không ai cứu hộ, vì nhân duyên là đem lại lợi ích nên tu tập đa văn. Sáu, vì chúng sinh bị ba khổ bức bách mà tạo sự an lạc nên tu tập đa văn. Bảy, vì các chúng sinh không có tuệ căn, làm cho họ được tuệ căn nên tu tập đa văn. Tám, vì người tiểu thừa mà nói pháp thanh văn nên tu tập đa văn. Vì người đại thừa mà nói đạo Bồ Tát nên tu tập đa văn. Chín, vì tự chứng đắc trí tuệ vô thượng nên tu tập đa văn. Mười, vì không cầu thừa thấp nên tu tập đa văn. Thiện nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp thọ trì kinh điển. Này thiện nam, đại Bồ Tát có đủ 10 pháp thọ trì tỳ ni, những gì là 10? Đó là biết rõ tỳ ni cùng với thể của luật tông tỳ ni sâu xa, tỳ ni vi tế, phạm cùng không phạm, tánh tội chế tội, ba la đề mộc xoa, cội nguồn của việc tu học, tỳ ni của thanh văn, tỳ ni của Bồ Tát, Bồ Tát thể đều biết rõ. Thiện nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp thọ trì tỳ ni. Này thiện nam, đại Bồ Tát có đủ 10 pháp oai nghi, hành xử tề chỉnh trọn vẹn, những gì là 10? Đó là một, đã từng học pháp thanh văn; hai, đã từng học pháp duyên giác; ba, đã từng tu học pháp Bồ Tát; bốn, học như vậy rồi nên oai nghi đầy đủ; năm, phàm là sa môn, những chỗ trống không nên đến đều phải lìa xa; sở về nhân duyên ấy nên không đến những nơi phi xứ, không đi phi thời, không đến quốc độ phi pháp. Bảy, tu hành sa môn nên đến chỗ cần đến. Tám, không mất oai nghi. Chín, cho đại sa môn bạn môn che cười. Mười, xét oai nghi ấy cùng lý tương ưng, là giáo hóa người các khiến trụ nơi pháp ấy, khiến người hành pháp độ các oai nghi tinh tế, nội tâm tương ưng không có hư dối. Thì nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp oai nghi, hành xử tề chỉnh trọn vẹn. Nay thì nam, đại Bồ Tát lại có đủ 10 pháp tâm không sang tham, cũng không canh ghét, những gì là 10? Đó là một, tự hay tuệ thí; hai, là khuyên người khác hành bố thí, tán thán sự bố thí, thấy người bố thí liền khởi tâm tùy hỷ, tán thán khích lệ làm cho người bố thí hoan hỷ, không nên khởi niệm chỉ thí cho ta, chẳng thí cho người khác, chỉ để mình ta đầy đủ, chẳng để người khác đầy đủ. Phải nên nghĩ rằng làm cho các chúng sinh được an lạc, đầy đủ các loại tiền tài, hoặc ở thế gian hoặc xuất thế gian, đều đầy đủ an lạc. Ta nay vì những chúng sinh này mà tạo lợi ích an lạc
ưu các khổ hạnh. Do vậy, nay ở bên chúng sinh, ta không nên khởi các tâm sang tham ganh ghét. Nay thì nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp không có tâm sang tham ganh ghét. Nay thì nam, đại Bồ Tát có đủ 10 pháp hành tâm bình đẳng đối với các chúng sinh. Những gì là 10? Đó là hành nghiệp bình đẳng đối với các chúng sinh, tâm không sân hận đối với các chúng sinh, vì lợi ích bình đẳng đối với các chúng sinh mà hành bố thí, thọ trì giới cấm, tu nhẫn nhục, tinh tấn dũng mãnh, khéo nghĩ thiền định, tu trí bát nhã, không nương theo nhị biên mà tu theo tâm ấy, duyên các chúng sinh khởi tâm bình đẳng, tự mình thoát được các khổ thiêu đốt trong nhà lửa sinh tử, lại hay cứu người khác cũng được thoát khỏi. Dùng tâm bình đẳng, không sinh tưởng ngăn cách đây kia, không có thương khác. Thì nam, ví như nhà trưởng giả kia rất giàu sang, chỉ có 6 đứa con, ông luôn yêu mến thương tưởng chúng một cách bình đẳng. Những đứa con này còn nhỏ dại khờ khạo, đối với sự việc thì chẳng rõ, chỉ biết bò trường vui chơi. Một hôm nhà trưởng giả này bị cháy, ngọn lửa hừng hực cháy mạnh, những đứa nhỏ này mỗi đứa một nơi. Thì nam, ý ông nghĩ sao? Khi ấy trưởng giả có nghĩ thiên vị rằng ta cứu đứa này trước, sau đó mới cứu đứa khác không? Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại thưa: Không, bạch Thế Tôn, vì sao? Vì trưởng giả này đối với những đứa con của mình, ông đều cứu giúp bình đẳng, không có tâm thiên vị. Tùy theo đứa nào gần ông thì được cứu ra trước. Phật bảo: Thiện nam, tất cả loại chúng sinh như vậy đều là con nhỏ của Bồ Tát, chưa rõ khổ vui, không hiểu biết nhà lửa sinh tử, trụ ở các nơi trong 6 đường, tùy theo chúng sinh nào có căn lành thành thục, đại Bồ Tát liền cứu thoát ra trước, đem đặt nơi pháp thanh tịnh ngoài thế giới sinh tử. Thiện nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp hành tâm bình đẳng đối với các chúng sinh. Nay thiện nam, đại Bồ Tát có đủ 10 pháp ân cần cung kính cúng dường chư Phật. Những gì là 10? Đó là: một, cúng dường pháp là cúng dường Phật; hai, khó đem tài vật cúng dường Như Lai; ba, vì làm an lạc lợi ích chúng sinh; bốn, vì muốn thâu nhận tất cả chúng sinh; năm, vì muốn thành tựu thiện căn cho chúng sinh nên không bỏ giới cấm thanh tịnh đã thọ; sáu, không bỏ tất cả hành nghiệp của Bồ Tát. Bảy, như pháp đã nói, thân khéo hành trì; tám, tu hành như vậy tâm không mệt mỏi; chín, không bỏ tâm vô thượng bồ đề; mười, cung kính cúng dường cho Phật như vậy không dùng của cải vật báu. Nếu hay tu hành chánh pháp của chư Phật, tức là cúng dường Phật, vì sao? Vì cúng dường pháp tức là cúng dường hết thảy Như Lai. Pháp này phát sinh lợi ích cho muôn loài, khiến thoát khỏi thế gian. Nếu trái bỏ hạnh nghiệp của Bồ Tát, tức là thân khẩu trái nhau. Nếu đã nguyện thệ nguyện mà không được viên mãn thì tâm mệt mỏi, liền bỏ Bồ Đề, chẳng có khả năng lập lợi ích cho chúng sinh. Vì sao? Vì đại Bồ Tát cầu quả vô thượng Bồ Đề chỉ bị lợi ích cho chúng sinh. Nếu không có chúng sinh thì cũng không có Bồ Tát chứng đạt ngôi vị chánh giác. Thì nam, nên quán như vậy: pháp tức là Phật, tất cả chư Phật lấy pháp làm nhân làm thân. Này thì nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp ân cần cung kính cúng dường chư Phật. Này thì nam, đại Bồ Tát lại có đủ 10 pháp đoạn trừ kiêu mạn. Những gì là 10? Đó là: một, nhờ bỏ nhà xuất gia, cần khổ cầu đạo, không còn quan hệ với tất cả quyến thuộc, bạn bè thân hữu, chẳng khác nào người chết nên không kiêu mạn. Hai, nhờ cải đổi hình tướng, mặc ý hoại sắc, ngày nay ta đã có sở cầu riêng nên không kiêu mạn. Ba, nhờ cạo râu tóc, mang bát khất thực nhà nhà để nuôi sống thân này nên không kiêu mạn. Bốn, nhờ khất thực sinh tâm khiêm cung như chiên đà la nên không kiêu mạn. Năm, nay thân mạng ta nhờ người nuôi sống và thuộc người khác cho, giống như chó đói bị người khinh chê nên không kiêu mạn. Sáu, ta phải thừa kế tôn trọng phước điền nên không kiêu mạn. Bảy, nay các bậc đồng học thấy ta sinh tâm hoan hỷ nên không kiêu mạn. Tám, vì giữa các oai nghi tinh tường tệ chỉnh nên không kiêu mạn. Chín, vì pháp chưa đắc ta sẽ chẳng đắc nên không sinh kiêu mạn. Mười, đối với tánh tệ ác trong các chúng sinh, vì tu nhiều nhẫn nhục nên không sinh kiêu mạn. Thì nam, đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp đoạn được kiêu mạn. Nay thì nam, đại Bồ Tát có đủ 10 pháp tâm thường thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là: một, đã hành trì phước nghiệp thiện căn quá khứ; hai, túc nhân đầy đủ, chánh kiến đầy đủ; ba, không chấp trước theo tà luận, không thể dời đổi, không thờ thầy khác; bốn, trong diệu thanh tịnh, không có quanh co; năm, ý không cao ngạo cũng không huyễn hoặc, tâm tính ngay thẳng đủ các trí tuệ; sáu, các căn sáng suốt nhạy bén liệt các sự ngăn che; bảy, tâm hành tinh khiết, thân cận bạn lành, xa tri thức ác; tám, bề gầy kiêu mạn, xin còn đạo lý phi diệu; chín, trong khi nghe pháp không tán tâm tất niệm,
Mười biết rõ tất cả công đức của chư Phật. Thì Nam đó là Bồ Tát đầy đủ 10 pháp tâm thường thanh tịnh, Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại. Thưa Bạch Thế Tôn, công đức chư Phật chẳng thể nghĩ bàn. Đối với pháp như vậy, làm sao con được nghe hiểu rõ? Phật bảo Thì Nam, ông khéo lắng nghe. Từ nay vì ông mà nói về ít phần công đức của Như Lai. Bồ Tát thưa, dạ vâng, Bạch Thế Tôn, con muốn được nghe. Phật nói, Thì Nam, Như Lai luôn đầy đủ viên mãn tâm đại từ, bình đẳng đối với các chúng sinh, như từ bi bình đẳng đối với một người, đối với tất cả chúng sinh khắp pháp giới. Tâm ấy cũng vậy, như cõi hư không hiện bày khắp trong tất cả cảnh giới của chúng sinh. Từ bi của Như Lai khắp mọi nơi chốn, vô lượng vô biên cũng là như vậy, khác với thanh văn chuyên giác Bồ Tát. Thì Nam, chư Phật Như Lai dễ nói, pháp vô tận, trong vô lượng kiếp chẳng thể tận cùng. Ta vì vô lượng chúng sinh mà nói pháp đủ loại danh từ, đủ loại nghĩa lý, bằng một loại âm trong cùng một lúc. Đối với vô lượng các loài, tùy theo âm thanh của mỗi loài mà được hiểu, không có hạn lượng, không có tận cùng. Thì Nam chư Phật Như Lai luôn có hỏi đáp đầy đủ, giả sử có tất cả đủ loại chúng sinh đem các loại câu hỏi, hỏi Như Lai tùy theo các loại âm, các loại danh từ mỗi loài, thì trong một sát na, một niệm một thời, Như Lai giải đáp thông suốt, không có chướng ngại. Thì Nam, cảnh giới thiền định của chư Phật không có chướng ngại. Thì Nam giả sử có tất cả các loại chúng sinh đều ở quả vị thập địa trong một thời một niệm, cùng lúc nhập vào trăm ngàn phản ức thiền định tam muội, vô lượng các loại tam muội ấy đều chẳng thể bằng vô biên cảnh giới tam muội của Như Lai. Thì Nam, Như Lai có đầy đủ vô lượng sắc thân. Thì Nam, giả sử có chúng sinh cần nhận sự giáo hóa từ thân Như Lai, cho trong một niệm Như Lai hiện bày khắp trong chúng sinh, đối trước mặt người ấy mà hiện thân Phật, tùy theo sở nguyện của họ, cho trong một niệm hiện đủ loại thân. Thì Nam, Như Lai đầy đủ vô lượng cảnh giới thiên nhãn. Thì Nam, có các chúng sinh được thiên nhãn, thấy các sắc tướng vô lượng vô biên trong các cảnh giới, Như Lai đều thấy việc ấy trọn vẹn như đem quả A Lạc trong bàn tay. Thì Nam, Như Lai có vô lượng cảnh giới thiên nhĩ. Thì Nam, giả sử có các chúng sinh được thiên nhĩ đầy khắp trong vô lượng vô biên thế giới, đi theo chỗ nghe của mình mà nghe được các loại âm thanh, chỉ trong một niệm, Như Lai có khả năng nghe được tất cả các âm thanh ấy. Thì Nam, Như Lai đầy đủ trí nhận biết tâm kẻ khác, vô biên vô tận đồng với hư không. Thì Nam giả sử có các loại giác quán, các loại tư duy, đủ các loại hành nghiệp của tất cả các cõi chúng sinh, chỉ trong một niệm, Như Lai đều biết rõ vô lượng vô biên hết thảy các tâm, chỗ tạo nghiệp cùng quả báo của nghiệp. Như Lai dùng trí vô ngại biết rõ tất cả trong ba đời. Thì Nam, Như Lai hằng trụ thiền định cho từng sao lãng. Vì sao? Vì Phật không thất niệm, các căn bất động, nội tâm không loạn. Do tất cả phiền não cùng tập khí, phiền não đã được chết sạch, rốt ráo nên luôn ở trong tịch tỉnh. Thì Nam có người khỏi phiền não, nội tâm mê loạn, chẳng đắc thiền định. Như Lai thì không như vậy. Như Lai nghĩa là không còn phiền não, không còn lụy trần, vô lậu, vô vi, đắc tất cả pháp, tự tại hiện bày vô dụng ở tất cả cảnh giới tam muội sâu xa. Thì Nam, giả sử Như Lai tùy nghi trụ trong một oai nghi, trong một tam muội cho đến niết bàn, thường trụ trong ấy không có dao động, nên luôn hành trì tam muội. Thì Nam, trong vô lượng kiếp chư Phật Như Lai tu đủ các hạnh, đắc thành chánh giác, chẳng thể nghĩ lường, chẳng thể nghĩ bàn, không có biên vực giới hạn. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại, thưa kính bạch Thế Tôn, trong vô lượng kiếp Như Lai không có công đức chăng? Đức Phật bảo, này Thì Nam, cho nói như vậy vì sao? Vì đại Bồ Tát chẳng nên nghĩ lường về cảnh giới của Như Lai. Cảnh giới của Như Lai là chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ vì các chúng sinh nơi tu học nên ta nói ba tăng kỳ tu tập chứng đắc. Nhưng thật ra Bồ Tát từ lúc phát tâm cho đến nay, thời gian ấy chẳng thể tính đến. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại, thưa thật may mắn, thưa Đức Thế Tôn, những chúng sinh này tu các thiện căn đã diệt nghiệp chướng, xin nhiều tiếng giải. Gần nơi Bồ Đề, nghe công đức của Phật tâm sinh hoan hỷ, hơn nữa là nghe rồi là hết lòng thọ trì đọc tụng, giảng nói, yên chép, cúng dường. Bạch Thế Tôn, những chúng sinh này không lâu sẽ đạt được công đức như Đức Thế Tôn ngày nay không khác. Đức Phật nói, đúng vậy, đúng vậy. Như Lai thâu nhận những chúng sinh này ở chỗ chư Phật đã trồng thiện căn, cung kính phụng sự vô lượng Đức Phật. Những chúng sinh đấy nghe công đức của Phật không sinh nghi hoặc. Này Thì Nam, nếu có thiện nam thiện nữ nào trong 7 ngày 7 đêm không nghĩ tưởng khác, nội tâm không loạn, niệm niệm tương tục, luôn nhớ tới công đức sâu xa vi diệu của Như Lai như vậy, mặc áo sạch sẽ, thiết lại cúng dường, tâm tâm thành kính, thì trong 7 ngày liền thấy sắc thân Như Lai đầy đủ 32 tướng. Nếu có loạn tâm
Việc ấy không thành, nhưng luôn nhất tâm thì khi lâm chung, Như Lai hiện thân đứng trước người ấy. Bồ Tát hàng phục nhất thiết chướng ngại, thưa Bạch Thế Tôn, có chúng sinh nào nghe Phật nói về công đức của Như Lai mà không tin chăng? Đức Phật nói, này Thiện Nam, có những chúng sinh nghe Phật nói công đức của Như Lai, họ dùng ác khẩu, nói năng thô lỗ, sinh tâm sân hận, sinh tưởng oán ghét người thuyết pháp. Do nhân duyên ấy nên sau khi xả thân, liền bị đọa vào địa ngục, tọa khổ vô lượng. Thiện Nam, có các chúng sinh nghe công đức Phật liền sinh hoan hỷ, họ tưởng người nói pháp như bạn lành, tưởng như Đức Như Lai. Thiện Nam, những chúng sinh này tin đạo lý tối cực, ở đời quá khứ đã từng nghe công đức như vậy của Như Lai. Những chúng sinh này ở trong đại chúng nói rằng, nơi đời quá khứ ta đã từng nghe Như Lai nói công đức Phật, không khác ngày nay trong kinh đã nói. Khi ấy Đức Thế Tôn đưa tướng lưỡi dài che khuôn mặt mình, che mặt xong là che đảnh đầu, che đảnh đầu xong lại che thân xong lại che tòa sư tử, che tòa sư tử xong lại che Bồ Tát và chúng thanh văn, che chúng thanh văn xong lại che các chúng thất phạm tứ thiên, phủ khắp đại chúng như vậy rồi, thu tướng lưỡi lại, hỏi đại chúng: Như Lai Thế Tôn, có tướng lưỡi này là có thể phòng ngữ sao? Thiện Nam, các ông nên tin điều Như Lai nói là chắc chắn, chẳng hư vọng. Đời vị lai nếu ai tin kinh này, thì những người ấy ở đời đời được lợi ích an lạc vô lượng, vô tận. Khi Như Lai giảng nói điều ấy, có 84.000 đại Bồ Tát chứng đắc pháp nhãn vô sinh, vô lượng vô biên các loại chúng sinh, lìa xa trần cấu, đạt pháp nhãn thanh tịnh ở trong pháp Phật. Vô lượng chúng sinh chưa phát tâm Bồ Đề, khi ấy đều phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên nền bốn ân nặng, chư cuối khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Đại Thừa Bảo Vân, quyển 6, quyển 5 hết.